Ở đây mình có mấy cái xeo năng lượng mặt trời các bạn này. Cho cái motor nó chạy tít mù luôn. Đây. Đấy. Quay tít chưa? Đây chế một cái đèn tích điện năng lượng mặt trời. Từ mấy cái đèn nhặt được à. 3,1W. Đó. Đi qua bãi rác người ta vứt đi. Đây mình có hai tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, một cái đang cho cái motor nó quay này, tít mù. Với lại ít pin nipo. Đây chơi hẳn pin nipo chơi cho nó nhẹ. Đó. Ok, thì bây giờ tiến hành thế chế nhá.
Ok, như vậy là mình đã chế xong cái đèn năng lượng mặt trời. Ở đây mình thiết kế cái này là có thể là xoay được mọi hướng các bạn nhé. Đây đây. Đấy. Thích treo hướng nào thì xoay hướng đấy. Thế pin mặt trời gắn trên đây ban ngày nó sẽ nạp thu ánh nắng mặt trời, xong rồi nó nạp vào trong cái pin ở trong thân của cái này. Rồi đến ban đêm thì nó sẽ xả ra hai cái bóng đèn này các bạn nhé. Đây. Ở đây mình đã thiết kế cái điều khiển từ xa các bạn này. Bật này. Hai bật, hai bóng này là sáng riêng biệt với nhau luôn nhá. Đấy. Thích bật một bóng nào cũng được. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là treo lên cao và tối mình sẽ test cho bạn xem nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là test cho anh em xem. Đó, thì hiện tại là cái trời chỗ mình nó vẫn chưa tối hẳn lắm. Mình sẽ bật cho anh em xem là cái bóng năng lượng mặt trời thì mình soi đây, mình treo đây này. Đó, và cái điều khiển của nó đây. Điều khiển 4 nút bật tắt từ xa. Đây anh em nhá. Đây cho anh em xem cận cảnh cái đèn mình treo đây, treo tạm đây thôi. Cái chỗ này nó vướng nó mất cái ngói nó ban ngày thì nó không hứng nắng được. Đó. Bây giờ sẽ bật cho anh em xem nhá. Đây thì các bạn có thể thấy là cái đèn ở nhà ngõ nhà chú mình ấy, bóng 30W nó sáng mỗi tí đều teo này, đằng trước này. Giờ mình sẽ bật cái đèn này lên nhá. Đấy, đây mới là một bóng này. Đấy, bật thêm bóng nữa này. Đó, rất là sáng luôn. Đấy, bật tắt từ xa luôn anh em nhá. Đây. Đây điều khiển của nó đây. Nút C một bóng, nút B một bóng nhá. Đây. Thích bật hai bóng thì đây mình đang bật hai bóng này, tắt một bóng đi. Đây tắt bóng trên thì zoom gần cho anh em xem này. Đó, tắt lốt này. Thích bật bóng trên được là thích bật bóng dưới được. Đó, bật cả hai bóng được nhá. Ai điều khiển từ xa bật nó rất là tiện. Đây. Đó, đi ra xa cho anh em thấy nó sáng như nào nhá. Đây bên trên cái bóng đây cái chỗ này. Các anh em nhìn cái đốm sáng này. Bóng này là bóng 30W compact. Sáng rồi tí đã tèo. Rất là sáng luôn nhé. Đó. Rồi đứng từ đấy vẫn có thể bật tắt được này. Đây là mình đang bật bóng trên này. Mình tắt bóng trên này, mình bật bóng dưới này. Đó, bật cả hai bóng này. Cả hai chế độ sáng nhá. Đó, sáng nhỏ này. Đấy, sáng mạnh này. Đó. Ok. Ồ, như vậy là mình đã chế xong cái đèn này. Cái đèn tích điện năng lượng mặt trời này. Này sáng sáng hết đêm luôn anh em nhé. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.